Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà kiểm tra một cái điện trở xả tuyết hay còn gọi là điện trở xả đá ở một cái tủ lạnh. Đó thì trong tủ lạnh thì các cái điện trở xả tuyết là nó hay nằm ở ngăn đá các bạn nhé. Thì một số cái tủ thì có thể là ngăn đá ở trên, một số cái tủ thì ngăn đá ở dưới. Đấy thì để mà tháo ra kiểm tra thì các bạn cần phải bỏ hết đồ trong tủ ra đó và tháo kể cả cái khay này ra nhé. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ dùng những cái đấy, sau đó thì các bạn dùng những cái đồ mà nó hơi nhọn một chút, ví dụ bút điện hoặc là cái dao chẳng hạn, các bạn cậy cái nút này, cái núm mà che ốc này ra này. Đó, dần cứ từ từ cậy ra thôi, nó cậy ra, nó cậy nhẹ nhàng nhé, không nó gãy các bạn. Đây nó có hai cái lẫy hai bên này. Đó, sau khi cậy thì chúng ta vặn, trong này nó có con ốc này, ta có thể dùng bút điện hay là tô vít hay cái gì đó miễn là chúng ta có thể tháo ra được. Đấy, ví dụ như dùng tô vít chẳng hạn. Đấy, các bạn tháo ra. Đó, tháo ốc rồi nhá. Nó có thường thì nó chỉ có hai con ốc bên trên thôi, nhưng mà một số tủ thì nó làm là nhiều ốc hơn, nhưng mà thường thì nó chỉ có hai con ốc ở bên trên như này thôi. Đó, đây các bạn tháo hết ốc rồi. Đó, cho tô vít vào tháo nhé. Đó, sau đó thì các bạn dùng tay các bạn cậy nó ra. Ở đây nó có cái ghế này, thì dùng tay thì hơi khó, thì các bạn dùng số cái đầu nhọn nhọn cắm vào đây, bẻ nó ra như này nhá. Đó, đó các bạn cứ cậy nhẹ nhàng thôi. Đó thì các bạn cũng cẩn thận một chút để tránh nó gãy những cái xốp như này nhá, cậy cả cái xốp này ra này. Cái này do trước là cậy nó bị gãy rồi. Đó, cứ cậy ra. Đó, thì sau khi mà cậy hết các cái lắp của ngăn đá ra rồi ấy, thì ở bên trong này, bên dưới này là nó có một cái điện trở này. Đấy, cái thanh điện trở xả tuyết nó nằm đây nhé. Đó thì đây cái đó thì đây nhá. Thì đây chính là cái điện trở xả tuyết của nó đây các bạn này. Thì các bạn nhìn thấy không? Đây. Đây chính là cái điện trở xả tuyết của nó này. Thì nó nằm ngang. Thì các bạn nhìn nó giống như là một cái lò xo ở bên trong ấy. Đấy. Thì đó chính là con điện trở xả tuyết nhá. Và đây là cái con âm này. Con âm này để khi mà tuyết nó bám nhiều thì nó xả, và khi nó nóng quá nó ngắt ra. Thì cái con điện trở xả tuyết này ấy, thì khi mà nó quay, tức là cái con điều khiển cho cái điện trở xả tuyết này nó quay đến cái vòng đó, thì nó sẽ bắt đầu là nó tác động và nó đóng điện cho cái điện trở này. Vậy chúng ta test nó bằng cách nào, xem nó hoạt động có bình thường hay không. Đấy, thì sau khi mà tháo ra rồi nhá, sau khi tháo ra rồi thì các bạn sẽ cắm điện vào. Đó, giờ mình sẽ cắm điện vào nhá. Đó, thì sau khi cắm điện rồi, bạn cắm điện trở lại nhá, bởi vì khi mà trước khi tháo thì các bạn phải rút điện ra cho nó an toàn. Đó, và khi cắm điện vào rồi thì các bạn chuyển xuống ngăn dưới nhá. Sau khi mà cắm điện nhá, thì các bạn bắt đầu chuyển cái xuống ngăn dưới. Thì các bạn quan sát cho mình là nó có một cái lốm ở trên cái ngăn mát này. Đó, thì các bạn có thể dùng một cái lưỡi dao mỏng hoặc một cái bút điện. Đây nhá. Thì ở trong cái ngăn dưới này này. Đây, ví dụ mình dùng cái mũi dao này chẳng hạn. Đó, mình quay nhá. Đấy, các bạn nghe thấy cái tạch cái này.
Đấy, sau khi mà tạch một cái rồi ấy, thì tức là lúc này nó bắt đầu chuyển sang cái chế độ xả tuyết nhá. Đó. Thì khi mà xả tuyết này thì các bạn lại kiểm tra ở trên này cho mình. Đó, các bạn thấy không? Thì để kiểm tra nó như nào thì các bạn để một lúc như này. Để sau khi mà các bạn để một lúc thì các bạn sẽ thấy là cái điện trở đây nó ấm này. Đó, thì khi mà sờ tay vào thì nó tương đối là nguy hiểm các bạn nhé. Nhưng mà các bạn đừng sờ hẳn vào, bởi vì bản thân con xả tuyết này nó tỏa nhiệt ra bên ngoài. Thì các bạn có thể dùng tay này nhá, bạn để ngoài này này, để ngoài cách một chút nhé, cách khoảng một phân, nửa phân đến một phân nhé, thì các bạn sẽ thấy là nó có cái hơi nóng tỏa ra ở đây. Đấy, hơi nóng nó rất là mạnh nhé, thì đó là cái sở tuyết của các bạn nó đang hoạt động bình thường. Thế nếu mà các bạn để tay đây này mà không thấy gì ấy, thì nó có thể hỏng một trong các cái linh kiện đi kèm khác. Đó chính là cái con điều khiển xả tuyết ở bên dưới, và hoặc là cái con cảm biến ở đây. Đó, thì cái con này này nó sẽ có nhiệm vụ là đóng và cho cái xả tuyết này, khi mà nhiệt độ cao quá thì nó sẽ ngắt. Tuy nhiên vì lý do đấy con này nó hỏng, thì nó có thể là cái con sensor cảm biến này nó hỏng. Nó có thể là tách ra thì cái điện trở xả tuyết nó cũng không đóng được, thì dẫn đến cái dàn này nó không tan được đá đấy. Thì các bạn thấy để tay đây này, các bạn sẽ thấy cái hơi hơi nóng. Để ngoài nhá, các bạn chú ý không sờ ở trong, mình có thể giật. Đó, thì khi mà nó đóng cái điện trở xả tuyết như vậy thì các bạn nhìn cái dàn này thì đá nó bắt đầu tan ra này. Đó, phía bên trên này các bạn thấy không? Đấy, đây. Nước đang bắt đầu rõ ra này. Thì nó sẽ tan dần. Các bạn nhìn thấy cái băng ở trên này này. Đó, tuyết nó bám nhá. Thì con này nó bám này. Đấy, thì các bạn thấy là cái tuyết này này, nó cứ tan dần này, thành các cái giọt nước. Đó, nó tan dần thành các cái giọt nước đây. Thì là cái điện trở xả tuyết của các bạn nó hoạt động bình thường nhá. Đây, và để tay ở đây thấy ấm là được. Đó, thì trên đó nó có những cái con kẹp như vậy, và ở đây nó cũng có một con cảm biến nữa đây. Những cái con này thì để nó khống chế cái quá trình mà xả tuyết, khi mà cái nhiệt độ dàn nó lên quá cao ấy thì nó sẽ ngắt. Đó, thì các bạn kiểm tra một trong các cái thành phần như vậy, thế nếu mà nó có vấn đề trong các cái thành phần đó thì chúng ta sẽ sửa chữa từng cái phần một. Đấy, thì một số cái nguyên nhân là cái tủ mà nó không làm được đá thì nó có thể là do cái tuyết này này nó bám kín rồi, dẫn đến là cái gió nó không lưu thông được, nó dẫn đến là nó bị cái hiện tượng là không làm được đá. Đó, thì qua một vài cái bước chia sẻ như vậy thì hy vọng các bạn đã có thể là kiểm tra được cái điện trở xả tuyết. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.